Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lắng nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận hạnh phúc như ý. Cuộc đời này dài lắm, ai cũng cần phải nỗ lực cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận hạnh phúc như ý nhé. Thứ nhất, sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Hãy luôn ghi nhớ trong lòng: tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, chớ nên tham lam mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình, người dù tốt với chính mình, nhưng thời gian trôi đi mọi chuyện đều có thể thay đổi, ngay như bố mẹ với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta để che chở bao bọc cho ta mãi được duyên phận hữu hạn dài ngắn khác nhau quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình quá dựa dẫm tham niệm vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn mà không có sự cố gắng của chính mình thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ hụt hẫng thứ hai sống lương thiện yêu thương mọi người con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình song con người cũng là giống loài biết tư duy lương thiện là việc không cần cố gắng tiết chế tính ích kỷ của mình lòng lương thiện sẽ mạnh lên người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến bản thân họ sao mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức ông trời chẳng phụ người có công đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành sống lương thiện hòa đồng với mọi người sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình khuyến khích người khác làm việc thiện lại khuyên giải hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu nghe lời phật dạy tấm lòng lương thiện sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng các lành có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời thứ ba sống khiêm nhường theo lời phật dạy con người ta sống trên đời phải biết học hạnh khiêm tốn đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình vần hào quang trên đầu cũng dần biến mất nhưng khi học được hạnh lắng nghe khiêm tốn dù giàu hay nghèo thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều vần hào quang bao bọc quý nhân cũng từ đó mà ra thứ tư biết sống hàm ơn uống nước phải nhớ nguồn con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác nguồn cội của mình cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta là người giúp ta từ việc nhỏ nhất trở đi ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bút nào tả xiết đó là quý nhân đầu tiên của cuộc đời ta tiếp bước vào đời ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo giảng dạy cho ta lại thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng chính là cách để thu hút vận quý nhân những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó hà cớ phải đi đâu xa xôi để tìm kiếm quý nhân thứ năm sống quyết đoán biết hành động đúng lúc đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp theo lời phật dạy người chính chắn trở thành khi có ý tưởng tốt đã suy nghĩ kỹ càng thì nên lập tức hành động chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình dám nghĩ dám làm thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. người chưa làm đã lo thua thiệt thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. (Thứ sáu: sống có khí phách: quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách bởi họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự xứng đáng đáng giá và đem lại kết quả tốt người có khí phách có ý chí có tham vọng có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ vượt bậc họ không giấu giấu dốt không ngại thể hiện ra mình còn nhiều thiếu sót mà và bà bày tỏ tinh thần cầu tiến nên được quý nhân hỗ trợ còn với những người so đo tính toán không kiên định dễ thay đổi lại sợ mất thể diện thì dù có được quý nhân trợ giúp chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật